Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders, tải ngay trên Google Play và App Store. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Shin Tae-yong của U23 Indonesia cho biết các học trò của ông đã tiến bộ rõ rệt trong chuyến du đấu và tập huấn tại Hàn Quốc. Với những bước tiến mới, nhà cầm quân người Hàn Quốc tự tin nhận định Indonesia hoàn toàn có khả năng vô địch SEA Games 31 sắp tới. Qua những trận giao hữu tại xứ sở Kim Chi, huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận thấy điểm yếu trong tốc độ xử lý bóng của các cầu thủ và đã tập trung để cải thiện vấn đề này. Yếu tố tâm lý của các cầu thủ trẻ cũng được chiến lược gia này chú trọng tăng cường. Tại SEA Games 31, Indonesia nằm cùng bảng với Việt Nam, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Họ sẽ gặp chủ nhà Việt Nam ở lượt trận đầu tiên của bảng A. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.